căn 2 phòng ngủ FPT. FPT nó thi công rất là chuẩn nha các bạn. Về chuẩn về cái nội thất, vật liệu sàn rất là ok. Với tầm cái tầm giá như thế này thì chung cư FPT rất là đáng mua, thực sự rất là đáng mua nha các bạn. Rất là mát luôn. Đó. Cửa thi công rất là đẹp, rất là sang luôn, rất là gì ạ, rất là đáng để đầu tư. Dạ anh ơi, anh đang live stream á. Dạ không được, tắt video. Không, không có live stream qua video. Live stream đâu cả. Dạ đâu.